Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc chiếc túi sách có kiểu dáng như thế này. Để thực hiện thì mình sẽ sử dụng hai màu len, đó là len trắng và len xanh than. Size len rơi vào khoảng 2,5mm và size kim móc mình sử dụng là 4mm. Các bạn có thể sử dụng cái màu len mà các bạn yêu thích, kết hợp giữa hai màu len mà các bạn muốn và size kim móc phù hợp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu len xanh than trước. Để bắt đầu thì mình sẽ móc 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Sau khi có được 4 mũi móc xích này, mình sẽ móc cái 4 mũi móc xích này thành một vòng tròn. Đó là các bạn hãy xuyên kim móc vào cái chân móc đầu tiên. Vị trí mũi móc xích đầu tiên ở đây. Móc cho mình một mũi móc trượt như thế này. Vậy là chúng ta tạo được cái hình tròn như thế này. Bây giờ các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau khi có được 3 mũi móc xích này, bây giờ đây được coi là mũi móc kép đầu tiên. Nên là chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép, cuốn lên, móc vào bên trong hình tròn này và móc giấu đi cái đoạn len thừa này. Móc vào đây, mũi móc kép đầu tiên, 1, tiếp tục mũi móc kép thứ 2, vậy là chúng ta có được 3 mũi móc kép đầu tiên. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích, tiếp tục móc 3 mũi móc kép tiếp theo vào hình tròn này và móc phía dưới đoạn len này để giấu đoạn len này đi. 1, 2, 3, tiếp tục lại móc 2 mũi móc xích, sau đó là 3 mũi móc kép tiếp theo, 1, 2, 3, 2 mũi móc xích và 3 mũi móc kép lần cuối, 1, 2, 3, sau đó là 2 mũi móc xích. Và để kết thúc cái hàng móc thứ nhất này, bây giờ chúng ta sẽ đổi sang cái màu len trắng. Thì các bạn sẽ đưa cái sợi len xanh than này về phía sau này. Chúng ta sẽ không sử dụng đến cái màu len này cho hàng móc tiếp theo. Các bạn xuyên kim móc qua cái vị trí của 3 mũi móc xích này này. Thì chúng ta móc vào cái chân móc xích thứ 3 tính từ dưới lên. 1, 2, 3, móc vào đây. Sau đó các bạn kéo cái sợi len trắng này về phía trước. Chúng ta móc là mũi móc trượt. Kéo cái sợi len xanh một chút cho nó chặt này. Sợi len trắng này thì chúng ta để thừa ra một đoạn đủ dài để nó không bị tuột. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ 2, hàng móc tiếp theo. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ móc vào cái phần ô trống đầu tiên nằm ngay phía dưới của 3 mũi móc xích này. Móc vào đây 3 mũi móc kép cùng chân. Thì 3 cái mũi móc xích này này được coi là mũi móc kép lần thứ nhất rồi. Thì chúng ta sẽ chỉ móc vào đây 2 mũi móc kép cùng chân. 1, 2. Đó, vậy tổng cộng là chúng ta có 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ móc lần thứ 2. 1, 2. Trước khi móc thì các bạn móc lên 2 mũi móc xích như vậy. Sau đó các bạn móc vào đây 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ 2. 1, 2, 3. Vậy
Vậy là chúng ta vừa móc vào cái phần ô trống lần thứ nhất. Thì bốn cái phần góc này này, bốn cái phần ô trống này tương đương với bốn góc vuông với cạnh hình vuông. Thì chúng ta sẽ móc lần thứ hai vào cái ô trống lần thứ hai. 1 2 3, sau đó là 2 mũi móc xích. Móc tiếp 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ hai. 2 3 móc vào ô trống lần thứ ba ở đây, góc vuông đây. 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ nhất. 2 3 tiếp tục 2 mũi móc xích. 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ hai. 2 3 và lượt cuối cùng 2 mũi móc kép, à xin lỗi, 3 mũi móc kép lần thứ nhất. 2 mũi móc xích. 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ hai. 2 chúng ta móc vào bốn góc của bốn cái cặp này. Bây giờ chúng ta kết thúc vòng móc thì chúng ta cũng sẽ đổi len. Ở móc tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng đến màu xanh, đổi sang màu xanh than. Thì các bạn cũng sẽ kết thúc hàng móc bằng một mũi móc trượt với cái sợi len xanh than. Mũi móc cuối cùng sẽ nằm ở vị trí này. Móc trượt chúng ta sẽ móc ở vị trí này. 1, 2, 3. Móc vào đây, mũi móc trượt. Các bạn kéo cái sợi len trắng này cho nó chặt ra một chút. Đó. Chúng ta vừa có được hàng móc thứ hai với màu len trắng. Ở hàng móc thứ ba chúng ta sẽ tiếp tục móc lên với màu xanh than. Một đầu tiên cũng là 3 mũi móc xích, được coi là mũi móc kép đầu tiên này. Ở cái phần ô trống ở phía dưới của 3 mũi móc xích này này là cái phần ô trống nằm ở giữa, chứ không phải là nằm ở cái góc này, nằm ở bốn góc này, không phải nằm ở bốn góc này, nên là chúng ta sẽ chỉ móc vào cái vị trí này thêm 2 mũi móc kép cùng chân thôi. Như vậy tổng cộng là chúng ta có 3 mũi móc kép cùng chân đúng không? Đó. Khi đến cái phần góc này của bốn cái góc vuông này, mỗi bốn góc vuông này chúng ta lại móc vào đây 2 lần của 3 mũi móc kép cùng chân giống như hàng móc trước. 2 3 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ hai. 1 2 3. Đó. Và chúng ta lại móc vào cái phần ô trống nằm ở giữa những cái góc này. Móc vào đây 3 mũi móc kép cùng chân. Sau đó móc vào phần góc vuông này giống như là móc trước thôi. 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ nhất. 2 mũi móc xích. Sau đó là 3 mũi móc kép cùng chân lần thứ hai. 2. Tiếp tục móc vào phần đây. 3 mũi móc kép cùng chân. 2. Phần góc vuông này lại lặp lại như một trước. Kép cùng chân lần thứ nhất. 2 mũi móc xích lần thứ hai.
sau đó là móc vào đây ba mũi móc kép. Sau đó chúng ta móc vào phần góc này, phần góc thứ tư, phần góc cuối cùng, móc vào đây ba mũi móc kép cùng chân lần thứ nhất, hai mũi móc xích, ba mũi móc kép cùng chân lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng của hàng móc này. Đó. Khi móc đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc hàng móc bằng cách đổi sang màu len khác, màu len trắng này. Ở đây là hàng màu len trắng. Các bạn cũng sẽ móc vào cái vị trí nằm đây, vị trí này, móc vào đây một mũi móc trượt, luôn nhớ là đổi len ở cái mũi móc trượt cuối cùng nhé. Đó, vậy là mình có được hàng móc thứ ba rồi. Chúng ta sẽ có được cái phần ở ô vuông nó như thế này. Đó, bốn góc vuông đây. Thì ở những cái hàng móc tiếp theo ấy, bốn cái góc vuông này thì số lượng vẫn giữ nguyên, còn những cái chân móc nằm ở phía giữa của mỗi cái góc vuông ấy thì nó sẽ gia tăng dần. Thì cái cách móc nó đơn giản như vậy thôi, cứ lặp lại như cách móc mình hướng dẫn các bạn, tức là mỗi góc vuông thì chúng ta lặp lại là hai cặp mũi móc của ba mũi móc kép cùng chân và hai mũi móc xích nằm giữa. Còn những cái chân móc nằm ở giữa thì chúng ta cứ móc ba mũi móc kép cùng chân. Và mình các bạn móc lên như vậy đến khi các bạn có được cái size hình vuông nó lớn hơn. Như đây mình sẽ móc khoảng tổng cộng là 8 hàng móc, tính từ cái hàng móc đầu tiên nằm vị trí này. Đó, thì mình sẽ móc lên tổng khoảng 8 hàng móc. Đây là móc thứ 8 và hàng móc cuối cùng. Thì chúng ta kết thúc ấy, thì chúng ta không cần đổi len, thì các bạn cũng sẽ kết thúc bằng một mũi móc trượt ở cái vị trí mũi móc xích thứ 3 đầu tiên này. Móc vào đây một mũi móc trượt, nhớ là không đổi len nhé, bởi vì hàng móc cuối cùng mà chúng ta không móc lên nữa. Đó, vậy là mình đã móc xong tổng cộng 8 hàng móc. Thì các bạn phụ thuộc vào sợi len, size len và cũng như là size kim móc và cái size của túi xách mà các bạn muốn ý, các bạn có thể tăng giảm. Thì đây mình có 8 hàng móc và nó rơi vào khoảng gần 22 cm. Để kết thúc hàng móc này thì mình sẽ móc một mũi móc kéo dài ra này. Và chúng ta cột thật chặt cái mũi móc này. Sau đó các bạn dùng kéo cắt đôi cái sợi len này. Đó. Kéo chặt một lần nữa. Vậy là chúng ta vừa có được cái mũi móc cuối cùng. Đối với cái sợi len màu xanh này thì các bạn cũng hãy tiến hành móc tương tự. Các bạn hãy xuyên cái móc vào cái phần ở đây. Sau đó các bạn kéo sợi len này về phía, tức là các bạn cuốn thêm một vòng nữa đấy vào cái cùng cái chân móc đấy. Phần này kéo vào đây. Tiếp tục kéo một lượt nữa, sau đó cố định cái mũi móc này và chúng ta cắt. Vậy là mình vừa có được cái một cái mảng móc như thế này. Đó. Các bạn hãy móc ba cái phần như vậy. Chúng ta sẽ ghép lại và tạo thành cái túi. Bây giờ mình sẽ ghép ba cái phần len này lại thành một cái túi. Thì các bạn cứ gấp đôi cái miếng len ấy như thế này. Gấp đôi tạo thành cái hình tam giác. Các bạn nhớ đưa cái mặt trái này. Mặt trái là những cái mặt mà chúng ta thấy là những cái đoạn len khi chúng ta kết thúc hàng móc của nó ở phía trong. Đây, những cái đoạn len mà nó còn thừa ấy. Thì các bạn gấp cái mặt phải ra ngoài nhé. Tương tự các bạn gấp hết cái mắt phải ra ngoài như thế này. Sau đó chúng ta sẽ ghép như thế này. Các bạn
ghép tạo thành cái hình như thế này. Cái này sẽ là phần đáy của chiếc túi này. Cái này là một cạnh một bên này, bên phải này. Cái này cạnh bên trái này. Đấy. Nó gần giống như là cái phong thư ấy. Đấy. Vậy là chúng ta có được cái hình cái túi đại loại nó như thế này. Và để nối thì mình sẽ bắt đầu từ cái điểm này. Mình nối các cạnh thì mình sẽ nối dọc theo cái đường này. Từ mặt trước này. Sau đó là mặt phía sau. Chạy dọc theo cái đường này phía sau này. Đó, phía sau này. Sau đó ngược lại về phía trước. Thì cái điểm đầu tiên và điểm cuối cùng ấy sẽ gặp nhau ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc từ điểm này. Thì mình sẽ đưa cái móc phía dưới cái phần này, cái phần góc vuông của hai cái mặt này nhá. Đó. Điểm góc vuông ở đây và điểm góc vuông ở đây. Trên cái móc phía dưới này. Thì với cái màu len nối các bạn có thể chọn cái màu khác với màu đường viền này cũng rất là hay, hoặc là cùng màu với cái đường viền này cũng được. Ở đây thì mình thực hiện cách nối cùng màu với cái đường viền này nhá. Thì các bạn kéo sợi len qua đây. Đó. Từ đây thì các bạn móc lên một mũi móc xích. Sau đó với cái đoạn len này thì các bạn móc dấu vào bên trong này. Chúng ta để một đoạn đủ dài như thế này để móc dấu vào những cái chân móc tiếp theo. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một chân móc nằm ở vị trí này của ba trên ba cái mũi móc kép này. Thì cái mũi móc kép đầu tiên ấy, tương ứng với đó cũng sẽ là cái phía trên cùng của cái mũi móc kép đầu tiên nằm phía sau, tức là chân móc của mặt trước và mặt sau ấy, của hai cái cạnh này phải giống nhau. Đó. Cái đoạn len này chúng ta để như thế này, móc vào bên trong. Bạn kéo này. Móc lên toàn bộ là những mũi móc đơn. Như thế này, đó. Chúng ta có được mũi móc đầu tiên này. Tiếp tục chân móc thứ hai là phía trên. Đây là mỗi một chân móc này nằm ở phía trên của mỗi mũi móc kép. Thì chúng ta cũng cứ móc tương ứng hàng trước hàng sau giống nhau như vậy thôi. Tiếp tục mũi móc. Lưu ý là dưới hai cái sợi len nhé. Tổng cộng là 4 sợi len trên. Tiếp tục chân móc tiếp theo. Đây là khi mình có được những cái mũi móc đầu tiên thì nó sẽ như thế này. Đó thì cái móc đơn giản như vậy thôi. Chúng ta móc toàn bộ vào những chân móc của hai hàng móc. Nếu mà gấp thẳng ấy nó sẽ là như thế này. Nó chính là cái cạnh này chạy dọc đây. Sau đó là chạy dọc phía bên này. Đó. Để như thế này nó sẽ dễ hơn. Dễ móc hơn. Rất là đơn giản thôi. Và khi móc đến cái phần góc này này thì các bạn cứ móc đủ đến cái chân móc phía trên này của cái mũi móc kép này. Móc đến đoạn này này. Sau đó thì gặp ở cái góc này thì các bạn sẽ móc phía dưới này vào cái phần ô trống này nhé. Móc ở đây. Đó. Tiếp tục chúng ta lại móc vào phía trên của cái
Chân móc nằm ở vị trí phía trên của mũi móc kép này, hàng trước hàng sau. Đó thì từ đây các bạn cứ móc như bình thường vào hết cái cạnh này cho đến cái chân móc nằm đây. Và đây là những mũi móc sau cùng. Sau đó mình kết thúc cũng là một mũi móc đơn vào cái vị trí phía dưới này. Đó. Thì bây giờ chúng ta, như vậy là chúng ta sẽ được cái cạnh như thế này đúng không? Đây, thực tế nó là thế này. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ nối cạnh còn lại này lại. Thì cái mặt nối này nó đang ở đây đúng không? Chúng ta đưa về phía trước như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nối cái cạnh này chạy dọc về phía này. Đó. Sau đó đưa về phía đằng sau. Thì nối như vậy thì các bạn hãy xoay ngược lại. Đang ở vị trí như thế này thì chúng ta sẽ nối nó như thế này. Đó, tiếp tục nối vào cái đoạn này. Rồi các bạn xuyên kim móc cũng là phía dưới của cái góc vuông này ở đây. Xuyên kim móc phía dưới này. Của dưới cả hai cạnh, trước và cạnh sau. Đây. Sau đó là kéo qua này. Móc một mũi móc đơn như chúng ta bắt đầu ở phía này thôi. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ móc dọc theo cái cạnh này. Đó, móc dọc theo cái cạnh này. Hết cái cạnh này ấy, thì chúng ta lại móc ngược lại phía đằng sau cho hết cái cạnh này. Đó. Và chúng ta hoàn thành. Nếu mà gập vuông lại ấy, thì nó sẽ là như thế này nhé. Thực ra nó rất là đơn giản nhưng mà mình để cho nó hình giống hình kém túi nên là nó sẽ khác. Đây, chúng ta móc. Để thẳng ra thì chúng ta cứ móc như thế này. Cứ móc hai cạnh còn lại thôi. Của đoạn này với đoạn kia, cứ móc hai cạnh này còn lại. Thì mình sẽ để như thế này cho dễ. Cho dễ thao tác đấy. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu móc vào những cái chân móc tiếp theo của hai hàng. Lưu ý là luôn móc hai cái hàng này, hàng trước hàng sau khớp nhau. Các bạn cứ tiếp tục móc như vậy cho đến hết cái cạnh này và cho đến cái cạnh này. Và đây là những chân móc sau cùng của cái cạnh này. Đó thì cái điểm đầu tiên chúng ta nối là cái điểm phía đằng này đúng không? Thì kết thúc của cái đoạn nối này cũng sẽ gặp nhau ở đây. Thì các bạn cũng sẽ móc vào phía dưới cái đoạn ô trống này này của hai cái hàng trước và sau. Kết thúc ở cái điểm này nhé. Và khi kết thúc hai cái cạnh này rồi thì bây giờ mình sẽ móc phía đằng này lên bên trên này để cho cái phần túi này này nó có cái độ sâu. Thì tính từ phía dưới này bên trên này, nếu đến đây thôi thì nó hơi ngắn cho nên là mình sẽ móc bên trên này nữa, móc đến đoạn này để tạo được cái độ sâu cho chiếc túi. Thì để móc như vậy thì chúng ta sẽ móc cái cạnh này
hai cạnh này nhé. Đây, hai cạnh này. Chúng ta sẽ móc hai cạnh này. Thêm vài mũi móc nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu là những cái chân móc nằm đây. Chân móc vị trí này, phía trên của cái mũi móc kép này. Tương tự phía sau chúng ta cũng lấy cái chân móc tương ứng móc vào đây, cũng là những mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ hai, chân móc thứ ba, và mình sẽ móc bốn chân móc đó, kết thúc. Sau đó các bạn móc lên thêm một mũi móc nữa, kéo dài cái mũi móc cuối cùng này ra và lấy kéo cắt đôi cái đoạn len này. Ta kéo chặt một chút. Đó. Thì đây khi chúng ta móc lên được vài mũi này, chúng ta sẽ có cái đoạn phía trên này như thế này. Thì chúng ta sẽ móc dấu cái đoạn len này vào bên trong những cái chân móc ở phía trong này nhé. Thì cách móc dấu thì nó đơn giản thôi. Các bạn xuyên kim móc ở phía dưới những cái chân móc nằm mặt trong này. Sau đó kéo cái sợi len nó qua. Đó. Như thế này. Cẩn thận hơn thì các bạn có thể móc thêm một cái mũi móc như thế này. Sau đó kéo cái đoạn len này thì buộc nó lại. Đấy. Buộc lại như thế này. Đó. Tương tự ở phía sau này này thì các bạn cũng sẽ bắt đầu nối cái đoạn này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái mũi móc nằm ở vị trí này. Vị trí ở khoảng trống ấy, phía dưới hai đoạn len. Các bạn kéo đoạn len về phía trước này, móc lên một mũi móc xích. Nhớ cái đoạn len này nó đủ dài một chút. Sau đó từ đây thì các bạn cũng sẽ móc bốn mũi móc đơn vào bốn chân móc tiếp theo, 1 2 3 4, giống như ở mặt bên kia thôi. 1 này, 2, 3, 4. Đó cũng là móc lên một chân móc như thế này. Kéo chặt lại. Dùng kéo cắt. Với cái đoạn len này này, đoạn len thừa này này, các bạn đưa về phía đằng sau. Đưa về phía đằng sau. Các bạn cũng sẽ móc dấu đi đoạn len này về phía sau. Cái này thì các bạn cột lại cho nó chặt nhé, bởi vì nó là cái đầu đoạn nó không được chắc chắn ở cái mặt kia. Sau đó móc dấu tiếp. Với đoạn len này cũng thế, chúng ta lặp lại như cái phía đằng này mình hướng dẫn các bạn trước. Và đây là khi xong cái phần nối ở cái đoạn này, mặt trước và mặt sau của chiếc túi. Mình sẽ có cái hình dáng cái túi nó như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên cái phần quai cho phần túi xách. Phần quai thì chúng ta sẽ móc từ phía bên này. Thì để tiến hành móc thì các bạn hãy xác định cho mình những cái chân móc. Đó là các bạn lấy cái phần quai bên này trước nhé, bên này, bên trái. Sau đó các bạn xác định chân móc là chúng ta sẽ móc tổng cộng là 7 chân móc. 3 chân móc ở phía bên này trên 3 cái mũi móc kép đây và cái khoảng ô trống ở đây. Và 3 chân móc còn lại phía bên này. Đó, các bạn xuyên cái móc vào cái vị trí này. Sau đó kéo sợi len qua. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn móc cái
đoạn len thừa này vào bên trong cái chân móc này nhé. Chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép. Đầu tiên là hai mũi móc kép vào trụ đầu. Thì để rút gọn lại cái phần phía trên của cái quai túi xách thì chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép trụ đầu như theo sau. Các bạn cuốn len này. Các bạn cuốn một lượt len xuyên cái móc qua. Kéo len giữ nguyên. Tiếp tục cuốn len xuyên cái móc qua. Kéo một lượt len sao cho ba còn lại ba cái đoạn len trên đầu này. Sau đó kéo toàn bộ qua. Đó là hai mũi móc kép trụ đầu đầu tiên. Sau đó các bạn móc như bình thường vào cái chân móc là một khoảng trống ở giữa này. Tiếp tục móc vào đây hai mũi móc kép cùng chân trụm đầu, một hai, kéo lên toàn bộ qua, kết thúc bằng một mũi móc kép bình thường ở đây. Chúng ta vừa có được cái hàng móc đầu tiên. Móc tiếp theo các bạn sẽ móc lên như sau, ba mũi móc xích, sau đó các bạn xoay ngược lại. Chúng ta sẽ móc cái hàng móc phía mặt này. Móc này chúng ta còn chân móc là một này, vị trí nằm đây, một hai ba bốn chân móc đó. Các bạn móc vào chân móc thứ hai ở đây này, một mũi móc kép này. Tiếp tục chúng ta sẽ không móc trụm đầu rút gọn như cái hàng móc trước mà chúng ta móc cứ mỗi một chân móc một mũi móc kép. Chân móc cuối cùng sẽ là vị trí ở phía trên của ba mũi móc xích đầu tiên của hàng móc trước ấy. Các bạn móc vào cái sợi len phía ngoài cùng nằm đây cho mình mũi móc kép đó. Chúng ta có được hàng móc thứ hai. Tiếp tục móc lên là móc thứ ba, các bạn lặp lại như móc thứ hai thôi, ba mũi móc xích, xoay ngược lại. Sau đó chúng ta móc vào bốn chân móc còn lại, bốn mũi móc kép, một hai ba, chân móc cuối cùng nằm đây, bốn, tổng cộng là năm mũi móc kép. Đó thì cách móc nó là như vậy, các bạn cứ lặp lại như vậy ở những hàng móc tiếp theo giống như hai hàng móc này. Và mình móc đến cái điểm một nửa của cái chiều dài quai túi xách thì ở đây nó rơi vào khoảng 14 cm, là nó khoảng 8 hàng móc, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hàng móc là một nửa chiều dài của quai túi xách. Mình sẽ móc đến đây, sau đó mình sẽ bắt đầu móc cái phần còn lại của bên túi xách còn lại sẽ cũng sẽ bắt đầu từ đây. Và cũng lặp lại giống như bên này, sau đó mình sẽ nối hai cái phần này lại với nhau. Đó là cái cách móc. Bây giờ mình sẽ kéo cái mũi móc sau cùng này ra, mình lấy kéo cắt cái đoạn len này. Đó, kéo chặt lại. Với cái bên còn lại thì các bạn móc giống như cái cách mình hướng dẫn các bạn ở bên này nhé. Và số lượng hàng móc cũng giống như bên đầu tiên này. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối hai cái đoạn của phần quai túi xách. Và khi các bạn móc xong một bên còn lại với 8 hàng móc như thế này, bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái cạnh này lại với nhau để tạo thành cái phần quai. Và để nối thì các bạn sẽ tạm thời bỏ cái móc này ra nhé. Chúng ta xoay ngược lại. Đó, xoay ngược lại cái phần túi này. Để cái sợi dây ở phía sau này. Xoay ngược lại này. Chúng ta móc cái mặt dưới ra ngoài này. Bây giờ các bạn đặt cái móc trở lại ở cái vị trí đó là phía trên của ba mũi móc xích nằm ở cùng ở đây. Sau đó kéo cái đoạn len này qua. Từ đây thì chúng ta sẽ nối, đó là các bạn hãy móc thêm một mũi móc
Sau đó các bạn móc vào chân móc những chân móc còn lại của cả hai hàng móc, và móc hàng móc trước và hàng móc theo sau ấy thì nó khớp nhau. Chúng ta có tổng cộng là còn 1, 2, 3, 4 4 chân móc còn lại đúng không? Của cả hai hàng móc. Bây giờ đã cái móc vào chân móc thứ hai này, móc trước và móc sau, kéo qua móc cho mình mỗi móc trượt. Tiếp tục là cái móc vào chân móc tiếp theo, móc tiếp một mũi móc trượt, móc tiếp theo và chân móc cuối cùng nằm ở vị trí này, và hàng móc phía sau là ở vị trí này, ngoài cùng của cái ba mũi móc xích này, 1 2 3, các bạn móc vào đây một mũi móc trượt, sau đó móc lên một mũi móc xích nữa để kết thúc hàng móc này. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé, kiểm tra xem cái mặt ngoài của cái phía bên trên nó sẽ như thế này, nó đều và đúng rồi thì các bạn cắt đôi cái đoạn len này. Chúng ta kết thúc mũi móc ở đây. Với hai cái sợi len này thì chúng ta sẽ móc dấu vào bên trong. Các bạn cẩn thận thì các bạn có thể buộc thêm một đoạn như thế này nữa. Chúng ta sẽ dùng cái móc này móc dấu đi cái đoạn len này vào bên trong những chân móc ở phía sau này. Mình sẽ móc dấu đi vào bên trong này. Sau đó các bạn dùng kéo cắt gọn đi cái đoạn len thừa này. Vậy là chúng ta xong cái phần nó kéo cái phần này cho nó đều. Là chúng ta móc xong cái phần quai cho chiếc túi xách rồi. Đối với cái phần này nếu các bạn muốn các bạn có thể khâu vào đây chiếc cung bấm ở hai bên này. Khi đeo chúng ta có thể là đóng lại như thế này cho nó chắc, không thì cũng không cần thiết. Nếu các bạn muốn các bạn có thể đính vào đây cái bông hoa như thế này cũng rất là đẹp. Với cái phần bông hoa ấy thì mình có hướng dẫn cách móc hình bông hoa cúc như thế này ở cái video trước. Vậy là mình vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cách móc chiếc túi xách có kiểu dáng như thế này. Hy vọng các bạn yêu thích kiểu mẫu túi xách này. Và chúc các bạn thành công.